Cả một năm dù kiếm được nhiều tiền hay kiếm được ít tiền, dù thành công toại nguyện hay là không, tôi vẫn luôn mong gia đình sẽ được đoàn tụ và quây quần bên nhau. Lau dọn nhà cửa, ban thờ, sắp xếp mâm lễ cho đẹp, chuẩn bị chu đáo cho gia đình, rồi bên nội, bên ngoại. Tuy nhiều việc lích kích, nhưng nó lại là nét văn hóa rất đẹp để hướng về gia đình nguồn cội. Xét quà biếu của La Cô năm nay khiến tôi rất hài lòng và ưng ý. Sang trọng và thiết thực. Cả nhà tôi đều dùng và mọi người khen lắm. Và tất cả mọi người đều dùng được. Tôi rất là thích. Set 3 có sữa tắm lá mùi già, nước lau bàn thờ, tủ bàn, nhà cửa và 20 bao lì xì. Set 5 có sữa tắm lá mùi già, nước thơm mùi già, son sáp dưỡng môi cho cả nhà, trà hoa 7 vị và 20 bao lì xì. Sản phẩm quà biếu thật tuyệt vời cho Tết này.